Trạm dừng nghỉ cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đây là cái trạm dừng chân rất là đầy đủ, sang trọng, tiện nghi. Có thể ăn sáng ở đây luôn. Phòng vệ sinh sạch sẽ. Cảm ơn Việt Nam. Nghe nói cái nhà thờ này là ông Linh Mục Martino Nguyễn Bá Thông có đến một lần để giảng đạo. Mà ông Linh Mục Thông này rất là nổi tiếng, là ông đã từng giảng những cái câu như là đạo Chúa không có dạy sống tốt, đứa nào muốn sống tốt thì đi qua đạo khác đi. Đó là những cái câu rất là ấn tượng. Và một cái câu ấn tượng hơn nữa là ông nói rồi sắp sửa đây là tới cái nhà thờ Mẹ Thiên Chúa. Đây là mới gần đây mới xảy ra một cái câu chuyện cũng vui vui, là ở đây nghe nói có một cái người mặc áo nhà sư mạo giả danh thầy chùa để đi vào đây xin cải đạo. Thì nghe nói nhà thờ mừng quá, mà nhất là cái người này lại mặc áo nhà chùa. Cái nỗi mừng của những người trong nhà thờ này khôn xiết. Cho nên đã phấn khích, cảm kích và tặng cho cái người mặc áo giả sư đó một tạ gạo và còn tặng thêm 2 triệu bạc nữa. Và biết cái người đó đây cái nhà thờ đây là nơi xảy ra biến cố thiên cố cải đạo tạ gạo, tôi gọi là cải đạo tạ gạo là 2 triệu đấy, rất là đẹp. Rất là vui, rất là hay, anh chàng lãnh được một tạ gạo và 2 triệu bạc xài hết chưa. Nhưng mà cảnh sát đã nhận ra anh ta là một người đang bị truy nã, và sau đó thì tạ gạo đã được đem vào phòng công an. Thì không biết sự thật như thế nào hả em? Ông bị bắt thiệt mà có lên báo bị bắt, nhưng mà ông ăn hết tạ gạo chưa? Chưa đâu ạ. Ông ăn không chúa? Chúa không nổi hả? Chúa cũng là chúa, đúng là chúa thử thách quá. Sao mình đem bắp ra mình ăn? Giếng thời lý à, là nó như thế này. Còn cái con rồng từ bên đây, con cái này không, con này là gì? Trần. Còn cái này thời lý. Còn cái này thời lê. Còn cái này thời đinh. À, như vậy là đấy là những cái con rồng tượng trưng là thời đinh, lê,
Lý Trần rồi đấy. Vâng, đây đây chỉ tích đi phục chế của viện bảo tàng Hà Nội ở Phật tích Bắc Ninh đó. Ở núi Phật Bắc Ninh đó. Dạ. Cái tượng rất Việt Nam của Việt Nam. Phục chế là sao thầy? Đấy, tức là phục chế tức là phục chế. Dạ. Còn cái đỉnh này. Dạ, cái đỉnh này lưu hương tiêu biểu vậy thôi. Lưu hương tiêu biểu ra thôi. Rồi, vâng. Vua Đinh, vua Lê, vua Lý, Lê Lý, đó vua Trần. Đâu cái đó. Đây vua Hùng. Đinh là vua Đinh ở giữa. Đinh ở giữa. Vua Đinh, vua Hùng, vua Đinh, vua Lê, vua Lý đó. Lý đó. Và Lê vua đó. Trần. Lê đây. Vua Lê ở ngoài. Dạ, vua Lý đây. Vua Trần đây. Trần Nhân Tông đây. Dạ. Rồi cái Nguyễn Trãi, rồi còn vua Quang Trung, Quang Trung Hồ Chí Minh, rồi Nguyễn Đình Chiểu thờ đuôi mà giữ độ nhờ, còn hơi có mắt ông cha ông thờ. Dạ. Còn Thiện Căn ở tại lòng toa chữ tâm với vùng qua chữ tà vang võ sông toàn. Đây là đi xuống cái hồ Hoa Sen. Đi vô bên đây. Đi, anh ấy đi. Cứ nhìn là, nhìn đi là nước mà. Nhìn là tắt là chùa ở nơi Già Lam là cái nơi đó là mọi sự sống đều phải. Thầy ơi, cái này là con kênh hay là gì đó thầy? Cái suối đó. Suối đó đây hả? Dạ. Đây là suối đó. Suối đó thì ông đặt tên vậy thôi. Thì không, biến đổi. Cái tên chính thức của nó là suối đó. Vậy à. Cho nên ở ngoài kia mới ghi là suối đó, chùa đây. Chùa đây. Ổng vô trong này thì lại đổi ngược lại là chùa ở đây, chùa suối đây, đó. Suối đó. Đấy, thì ra là như vậy. Chụp cho ổng ở chỗ bến đợi đây coi, ổng đợi ai nè. Đợi cô lấy đò. Đây, cô lấy đò bến đợi chứ không phải bến hạ hả? Đợi cô lấy đò. Đúng rồi, ổng kìa. Về rồi đó. Dạ. Đây. Đây, biết ai nằm đây không? Biết ai nằm đây không? Cứ nằm đó đi. Cứ nằm đó đi giữa ta. Biết ai nằm đây không? Biết ai nằm đây không? Đấy, giữa tay. Giữa tay. Đây, thầy đang tiếp khách. Hai người đây. Dạ. Nguyễn Du, đại cổ hồ, đồng thành tháp một trùng nhân, Nam mô Phật Tổ Hồng Bàn chứng minh. Một, hai, ba.